Những ngày cận Tết Nguyên đáng Giáp Thìn 2024, lượng người đến bến xe miền Tây mua vé về quê tăng cao. Theo kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thìn 2024 của bến xe miền Tây, thời gian phục vụ Tết Nguyên đáng là 20 ngày, gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết, từ ngày 21 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức từ ngày 31 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 19 tháng 2 năm 2024. Dự đoán 10 ngày trước Tết, bến xe miền Tây phục vụ gần 420.000 lượt khách với hơn 15.000 chuyến xe. 10 ngày sau Tết, bến xe đón 363.000 lượt khách với hơn 15.000 chuyến. Như vậy, tổng lượng khách di chuyển dịp Tết qua bến xe miền Tây dự đoán hơn 782.000 lượt. Với con số này, bến xe miền Tây dự báo sản lượng hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng xe tăng trên 7% và lượng khách tăng trên 29% so với cùng kỳ năm 2023. Lượng khách chủ yếu tập trung cao điểm từ ngày 27, 28 và 29 tháng Chạp. Trong đó, dự báo ngày cao điểm nhất khách di chuyển qua bến xe là 28 tháng chạp với gần 63.000 lượt, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn 55% so với thời điểm bình thường. 10 ngày sau Tết, dự báo khách di chuyển qua bến xe đông nhất vào ngày mùng 2 Tết với 49.000 lượt, tăng hơn 37% so với năm ngoái phục vụ lượng khách tăng cao dịp Tết bến xe miền Tây cho biết sẽ đảm bảo công tác bảo vệ an ninh trật tự phòng chống cháy nổ cũng như về trật tự an toàn giao thông theo đó bến xe hướng dẫn khách thủ tục mua vé không để xảy ra cảnh chen lớn mất trật tự cũng như hướng dẫn khách đã mua vé tránh tình trạng lên nhầm xe hoặc không mua được vé xe. Phía bến xe cũng cho biết bên cạnh công tác đảm bảo lưu thông xe trong bến trật tự, không xảy ra tình trạng ôn tắc giao thông, đơn vị cũng sẽ nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường cao điểm phục vụ Tết Nguyên đáng dịp này.